Những ai mà fan của anh Lộc ấy, đừng Đây. có nói là nick fake hay nick ảo, nick gì nữa nha mọi người. Đó, cho anh địa chỉ nhà thằng Lộc hồ đó, xưng thằng đó. Anh Lộc chưa bao giờ kêu là này kia kia nọ, thằng đụ mẹ con chó. Đờ mờ con chó là cái gì? Chó Đồ mờ này. có nghĩa là địch mẹ hoặc là đụ mẹ nha mọi người. Đồ mờ có nghĩa là địch mẹ hoặc ấy, còn hôm thầy có Cái nhắn đó một không được câu đâu, tao đâu cái tao nói không thật đi, bởi vì tao không này. biết nó nghĩa là nó là ai mà gọi thầy bằng 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 chó ấy. Bây giờ hôm thầy mới nhắn tin đẹp với like nè, bây giờ là thầy sẽ quay lại cho mọi người xem nè. Thầy nói á là bạn có biết tôi mẹ mất 8-9 năm, sao chửi địch mẹ là sao bạn? Ăn học đến lớp mấy nghỉ, mày ăn nói kiểu không có học. Bạn thấy, mọi người thấy chưa? Rồi, bên đó mới nói là tại vì bạn chửi tôi trước nên tôi chửi lại. Nghĩ sao? Nó thì coi là Lộc chưa bao giờ chửi nặng đẹp với like một câu nào ở trên mạng luôn. Đúng không? Anh Thời, anh có thấy là em chửi đẹp với like một câu nào nặng ở trên mạng không? Và nói cái gì của ổng đâu, có nói cái gì đâu, có nói gì trên mạng đâu mà lúc nào cũng nói là